ông mới về. Trời ơi ông ơi, ông xúc miệng hoài vậy? Ông nội, mày thấy tao xúc miệng ngày nào tao không xúc miệng vậy mà mày hỏi tao hoài vậy hả? Đi đâu mới về? Con đi chơi mới về. Mày đứng lại coi. Gì? Còn với cháu cái gì mà hư thân mất nết? Mày cứ ăn chơi đàn đúm, mày hát ca, rồi sướng, rồi xong mày hát líu la líu lo. Mày nghĩ sao vậy? Trời ơi, ông làm như con là chim vậy, hát líu la líu lo. Chứ gì nữa, mày đó nha, mày mà không chịu đi kiếm một người con gái tốt về làm vợ mà cái tính nó tốt lành, nó tốt đẹp mà đem về đây là đừng hòng tao hả? Tao chia gia tài cho mày. Nè ông, con nói ông nghe nha, ở ngoài đường bây giờ nha, con gái ghê lắm. Không có ai đủ tốt để mà cưới cháu của ông đâu ha. Mày nghĩ ai cũng xấu hết hả? Xấu giống như mày hay sao? Vậy hả? Chứ bây giờ á, ông đi kiếm thử được một cô gái nào đàng hoàng như mà ông mong muốn đem về đây, còn cưới cho ông coi. Mày thách tao hả? Ừ. Được, mày hãy đợi đó. Ông ơi, ông cẩn thận ông ơi. Ôi, trời ơi, tự nhiên cái đau bụng cái đi ra mua mấy ổ nó mì ấp la ăn rồi xong cái chọt cái chân vô cái ổ gà. Rồi xong nó đụng cái dặn sừng cái mắt cá lên. Ông ơi, có sao không? Con ơi, con cái này là nó sưng là con phải đi vô lấy cái dầu xanh thức vô cho ông. Ông để trên đầu tủ á, nhưng mà kế bên cái đầu tủ đó đó có một cái cọc tiền là khoảng 550 triệu. 550 triệu. Mà con thấy đóng tiền đó rồi, xong con nhìn qua bên trái là có chai dầu, lấy giùm ông nghe. Dạ dạ, con đi liền nè. Ui da, đau ông ơi quá. Sao ông bất cẩn vậy ông? Tiền nhiều như vậy á thì ông phải cất vô tủ chứ. Để con thoa cho ông nha. Ủa, vậy là hóa ra con thấy cái đóng tiền 550 triệu đó rồi hả? Dạ thấy. Rồi con có làm gì nó không? Dạ con kệ nó. Con thấy 550 triệu mà con kệ bà nó luôn. Con không thèm động tới, con chỉ lấy chai dầu ổn sức cho ông vậy đó hả? Dạ tại ông kêu con lấy chai dầu thôi mà. Trời ơi, cho ông hỏi coi con tên gì. Dạ con tên Thanh, Khổng Minh Thanh. Khổng Minh Thanh. Ông nội hả? Khổng Minh Thanh là ai đây? Sao dắt về nhà mình vậy? Xin giới thiệu với con, đây tức là một em gái rất là tốt bụng, thấy tiền bạc mà không thèm lấy luôn. Tự nhiên dắt người ta vô nhà mình làm gì vậy? Cháu trai. Dạ. Nếu như cô gái này tốt quá thấy tiền không lấy như vậy đó, con qua con trò chuyện, con tâm sự nói chuyện á, rồi xong kết thân với nhau, rồi hai đứa tiến tới hôn nhân đám cưới luôn đi. Cái gì vậy ông nội? Con biết cổ là ai đâu. Nhưng mà em biết anh. Đó. Cái gì? Em bán bánh mì trước cửa nhà anh á. Em hay thấy anh đi ra đi vô. Em còn biết anh đang học đại học. Với lại em hay thấy anh đi hát líu la líu lo á. Líu la líu lo á. Trời đất ơi, thấy chưa? Còn biết con hát líu la líu lo đó kìa. Thôi đi, cái này là con nghe ông nội tôi nói nè. Đâu ra mà hát líu la líu lo. Có ta hát remix đàng hoàng, ai hát líu la líu lo bây giờ? Líu la líu lo cái gì hả? Bây giờ á, mày mà không chịu ha, mày không chịu cưới của bé này hả, là tao không bao giờ tao chia tài sản cho mày đâu. Tôi được rồi, cho cổ trong nhà đi. Anh nói thiệt hả? Ừ. Có cảm ơn ông, em cảm ơn anh. Rồi ha, giỏi quá nha, ở nhà của ông nội nha con. Trời ơi, cháu gái của tôi sao chưa về nữa, tôi đói bụng quá. Ông ơi, con mới nướng bánh mì nè, ông ăn thử đi. Cháu của ông dễ thương quá, bánh mì nướng rồi hả con? Dạ. Ông ơi, ông bị sao vậy ông? Ông ơi, sao? Mắt nghẹn. Nước. Trời ơi, ông nội, ông sao vậy ông nội? Trời ơi, cô, ông nội của tôi mà cô cho ăn bánh mì hả? Cô biết là ông nội tôi bị tiểu đường không? Ăn bánh mì không có tốt. Cô muốn chết ông nội tôi hả? Đừng cãi nữa, anh cho ông miếng nước. Uống nước vô ông. Uống nước vô. Nè, thêm nước. Nè, thêm nước. Rồi, uống nước vô. Ổn không? Có là em đó, là do ông đói quá ông xin nó ăn. Ông xúc miệng đi, đợi chút con vô lấy đồ cho ông nhả. Khỏi hả? Sao rồi ơi, để bánh mì cất đi, chiều mai không ăn còn một miếng nước. Trời ơi, cô thấy ông nội tôi ở dơ vậy thôi luôn á. Trời ơi, vậy là không được rồi, tôi phải nghĩ cách giúp ông thôi. Ông nội của tôi nói biết bao nhiêu năm trời còn không đổi tính, nghĩ sao cô vô nghĩ vài cách mà thay đổi được nội tôi? Thì có thể anh chỉ không đúng cách hay là anh nói không đúng cách thôi. Nhưng mà cách gì?
để tôi nghĩ coi. Cách gì mà để ông xúc miệng mà ông không nuốt vô nữa ta? Tôi ca không hay, liêu lò liêu liêu lò lò lò. Miệng anh nghe mùi gì vậy? Miệng tôi hả? Ờ, nghe mùi gì hăng hăng á. À, tôi mới ăn tỏi. Tỏi đen á, tỏi đen Hàn Quốc á, tôi mới ăn. Ê, tôi có cách rồi. Có cách hả? Cách gì? Cái gì vậy? Cái gì mà nó tanh tanh mà nó hăng hăng vậy? Hả? Trời đất ơi! Ai bỏ tỏi vô đây vậy hả? Dạ 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 con. À, con. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao tự nhiên nước trà của ông, ông để ông uống, ông xúc miệng rồi xong ông nuốt mà không bỏ tỏi vô vậy? Con nghe thấy mùi hăng quá, ông sao mà ông nuốt được con? Ông ơi ông, là do con á. Con với Thanh muốn giúp cho ông bỏ đi cái thói quen xấu đó thôi. Thói quen xấu cái gì? Cái này ông nuốt vô là ông tốt mà, nó sạch mà. Không có sạch ông ơi. Nước mà ông xúc xong rồi ông nuốt vô như vậy mất vệ sinh lắm. Đúng rồi đó. Mất vệ sinh cái gì? Cái này là ông làm mà từ xưa tới giờ mà. Ông thấy vẫn sạch sẽ, ông vẫn sống như bình thường mà. Ông ơi ông là chủ của một công ty rất là lớn. Vậy mà ông đi gặp khách hàng, ông lại gặp nhân viên. Ông uống nước trà xong, ô khò khò xong ông nuốt luôn hả? Kỳ trời, lắm. Kỳ đâu mà kỳ, nó là mời anh. Rồi xong cái ông uống bông cái ông là... Ông nuốt vô chứ ông đâu có phun vô mặt mọi người đâu mà không lịch sự con. Ông ơi, như vậy không được ông ơi, ông phải sửa đi. Đúng rồi, ông phải sửa cái thói quen này đi. Ông phải sửa hả? Phải sửa. Súc miệng sau khi ăn là việc làm rất đáng khuyến khích, bởi nó giúp cho miệng bạn sạch sẽ hơn để tránh sót lại thức ăn gây mùi và sâu răng. Thế nhưng, nước sau khi dùng súc miệng thì cần phải được nhổ ra chứ không phải nuốt vào bụng. Bởi việc khò khè nước rồi nuốt trước mặt người khác là việc làm rất mất vệ sinh. Không những thế, chẳng người lịch sự nào lại súc miệng ngay trước mặt người khác. Bởi chẳng ai muốn nhìn thấy việc vệ sinh cá nhân của bạn. Bởi những hành vi của bạn chỉ khiến người ta e ngại chứ chẳng thấy sạch sẽ. Và nếu súc miệng, bạn nên dùng loại nước chuyên dụng để răng miệng được sạch sẽ hoàn toàn. Ông ơi. Ủa Thanh, con bán bánh mì hả con? Sao đi bán đi con? Dạ không, bữa nay con muốn nói với ông là con ở đây cũng một thời gian lâu rồi, nhưng mà ảnh thì không có yêu thương gì con hết. Con định không có được. Ông đã nói cái nhà này giống như là nhà của con vậy đó. Con cứ ra vô con ở, con ngủ nghỉ ở đây. Con có nhà đâu mà con đòi đi đâu, ra xe bánh mì con ngủ không có được, ngủ cắn con đó. Dạ nhưng mà con ở đây thì cũng không có tiện lắm ông. Ông ở lại ông giữ gìn sức khỏe nha ông. Thanh, đừng đi. Vậy anh giữ em lại làm gì? Anh kêu em vậy thôi. Ai quay lại là người đó yêu. Ô. Thanh ơi, anh thương em thiệt á. Wow. Em làm vợ anh nha. Yeah. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng. Làm một vợ anh nhé. Liêu lo, liêu lo. Ông này chọc con hoài à. Chọc cái gì? Tao chọt vô để tao cắt ngang cái chuyện tình cảm này. Mày nói mày yêu người ta, mày thương người ta, mày sẽ lấy người ta làm vợ. Dạ đúng rồi. Mày xạo. Ây da. Mày giả bộ ha, mày cưới bé về rồi xong ha, mày lấy gia tài của ông mày chứ gì? Không có đâu ông. À? Con yêu Thanh là thiệt lòng, con không cần tài sản của ông nữa. Không cần tài sản luôn. Đúng rồi. Trong tay con là một tài sản rất là lớn rồi. Là à, Thanh nè. À, vậy là con cũng không cần tài sản của ông luôn. Dạ. Không cần tiền của ông luôn. Đúng rồi. Hai đứa không cần tiền của ông luôn. Không cần. Vậy thì ông lấy gia tài của ông, tiền của ông á, ông đi từ thiện. Ê, ông ơi ông, con cần mở phòng thu. Ông ơi ông, con muốn mở lò bánh mì. À, ông ơi. Ông ơi. Liêu lò, liêu lò, liêu lò. Thổng Minh Thanh lại đây. Sao dắt về nhà mình vậy?
chính nghĩa với con. Đây tức là một em gái rất là tốt bụng, thấy tiền bạc mà không thèm lấy luôn. Đây là Khổng Minh Thanh. À, có bà con với lại là Khổng Tú Quỳnh không? Dạ không.